Hello anh em, xin chào anh em, chào mừng anh em đã đến với video ngày hôm nay trên kênh của Cá Voi Gaming. Hôm nay thì video mình sẽ cùng anh em đi thực hiện một thử thách đối với thủ môn Diogo Dias. Thay vì làm thủ môn như mọi khi, hôm nay thì Diogo Dias sẽ lên đá tiền đạo thay vị trí cho Kylian Mbappe. Và liệu rằng trong lần đầu tiên làm tiền đạo của mình thì Diogo Dias có thể tỏa sáng hay không? Chúng ta cùng đi tìm đối thủ để thực hiện thử thách làm tiền đạo hôm nay cùng với lại Diogo Dias. Đối thủ của chúng ta để thực hiện màn thử thách làm tiền đạo ngày hôm nay của Diogo Dias đó là một team rất mạnh đến từ nước ngoài. Như vậy thì một của trận đấu đã được bắt đầu. Trong hiệp thứ nhất này thì Cá Voi Gaming sẽ bảo vệ cầu môn bên phía tay phải với bộ trang phục là áo màu đỏ và quần màu xanh. Còn đội bạn bảo vệ cầu môn bên phía tay trái với trang phục là áo màu xanh da trời và quần màu trắng. Vừa rồi là một tình huống cắt bóng chưa thành công, bóng quay trở về quyền kiểm soát dành đến cho Cá Voi Gaming và chúng ta đang có một pha bóng phản công. Đây là Karim Benzema, một đường truyền chưa tốt, cơ hội để cho Dias có pha dứt điểm. Pha dứt điểm lần này thì của Dias, bóng đi chệch cột dọc khung thành của thủ môn đội bạn mà không đi vào lưới. Quá đáng tiếc cho pha ra chân vừa rồi. Bóng đang trong chân của các cầu thủ bên phía đội bạn. Những pha xử lý và triển khai bóng cực kỳ bình tĩnh. Mbappe vừa rồi có một pha xử lý hay. Đây là một cơ hội nào. Vừa rồi là một tình huống cắt bóng tương đối tốt của các cầu thủ áo màu hồng. Bóng đang trong chân của Mo Salah. Đây là Cristiano Ronaldo. Và trong lần đầu tiên tấn công thì đội bạn đã có bàn thắng mở tỷ số 1-0. Người lập công không ai khác đó là siêu sao đến từ Bồ Đào Nha, Cristiano Ronaldo. Đây là một pha đi bóng tương đối tự tin của Mbappe, nhưng vừa rồi thì chúng ta đã có một tình huống xoạc bóng hợp lệ. Pha băng ra hợp lý của Alisson Becker. Đây là thủ thành bên phía Cá Voi Gaming, người đang có bóng đó là Koki. Đây là một tình huống tấn công dành đến cho đội bạn, người đang có bóng đó là các cầu thủ bên phía áo màu xanh. Tiếp tục là một cú ra chân tương đối hay, một pha khống chế bước 1 và dứt điểm lạnh lùng của Ronaldo. Tỷ số được nâng lên thành 2-0. Đây là Koki, người đang có bóng đó là Diogo Dias. Đây là một cơ hội tấn công dành đến cho đội bạn, người đang có bóng đó là De Bruyne. Và như vậy hiệp 1 tạm thời kết thúc với tỷ số 2-0. Xin mời anh em cùng đến với hiệp thi đấu thứ hai trong trận đấu thử thách làm tiền đạo ngày hôm nay của Diogo Dias. Hiệp 1 là một hiệp thi đấu mà chúng ta chưa thi đấu thực sự tốt để cho đội bạn ghi tới 2 bàn vào lưới của thủ thành Alisson Becker. Vừa rồi là một đường chuyền không thành công của các cầu thủ bên phía Cá Voi Gaming. Và người đang có bóng đó là Diogo Dias. Và dứt điểm là tương đối nhẹ. Bóng nằm gọn trong tay của Alisson Becker. Rất khó để cho một cầu thủ thủ môn như Dias có thể ghi bàn vào lưới của một đội bóng rất mạnh. Đây là Mohamed Salah. Một tình huống đi bóng tự tin của Salah. Đây là một đường chuyền nào. Và vừa rồi rất may chúng ta chưa phải nhận bàn thua. Nhưng sau hai pha dứt điểm liên tiếp thì cuối cùng lưới của Alisson Becker lần thứ 3 đã rung lên. Bàn thắng vừa rồi được ghi ở phút thứ 60. Khó khăn chồng chất khó khăn cho các cầu thủ Cá Voi Gaming khi mà cách biệt đã là 3 bàn rồi. Đây là Mohamed Salah. Tiếp tục là một cơ hội tấn công dành đến cho đội bạn. Lần này thì cầu thủ hậu vệ của Cá Voi Gaming đã có một pha bắt bài phòng ngự hay. Đây là một đường truyền dành đến cho các cầu thủ bên phía chúng ta. Di Maria vừa rồi có một pha giữ bóng hơi lâu. Vừa rồi là một tình huống để mất bóng của Chiellini và đây là Son Heung-min. Son Heung-min đã không thể tận dụng được cơ hội. Pha phản công dành đến cho Cá Voi Gaming. Người đang có bóng đó là Karim Benzema. Một pha xử lý và qua người tương đối hay. Vừa rồi là bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3. Người lập công đó là Karim Benzema. Còn người chuyền bóng đó là Diogo Dias. Đây là Mendy. Đường chuyền mở cánh khá thoáng dành đến cho Neymar. Pha đi bóng tương đối tự tin. Và ngay lập tức thì đội bạn đã có bàn thắng để tái thiết lập khoảng cách 3 bàn. Bàn thắng nâng tỷ số lên 4-1 dành đến cho đội bạn. Đây là tình huống giao bóng của Cá Voi Gaming. Và đây là một cơ hội nào pha đối mặt của cầu thủ đội bạn đối với Alisson Becker. Một phút cũng chính là khoảng thời gian bù giờ của hiệp thi đấu thứ hai trong trận đấu thực hiện thử thách làm tiền đạo ngày hôm nay của Diogo Dias. Vừa rồi là pha dứt điểm của hậu vệ Virgil van Dijk. Đây là pha phát bóng lên của Alisson Becker. Và phát bóng là tương đối mạnh lên phía trên. Và đúng lúc này thì tiếng còi của trọng tài đã cất lên. Và trận đấu thử thách làm tiền đạo của thủ thành Diogo Dias đã kết thúc với tỷ số 4-1 nghiêng về đội bạn. Cảm ơn anh em đã đón xem video và xin chào. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo trên kênh của Cá Voi Gaming. Bye bye anh em.